Em gái ngu. Tắm nắng đấy à? Tôi mày gái mà. Chúng tôi đi tắm nắng đi. Chậm thôi. Anh nói xem, em gái ngô với chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm nay rồi? Em đến nhà anh cũng được một thời gian rồi. Anh nghĩ sao sức khỏe của anh hôm nay không bằng hôm qua? Vậy mới nói thế sự vô thường. Con người luôn phải đi theo bước chân của sinh lão bệnh tử, tiến về phía trước từng bước một. Vì thế mới cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Để anh ra ngoài tản bộ. Đó chẳng phải là số mệnh sao? Anh Kiều, anh biết Mỹ Cần nhà ta có thai rồi chứ? Anh biết rồi. Chẳng phải em đang may quần áo cho em bé sao? Chúc mừng em nhé. Vẫn luôn muốn ôm cháu nội. Sắp được ôm rồi. Vì thế lại nói ra xa rồi. Vừa mới mang thai thôi. Em thấy Mỹ Cần ngủ ở nhà trên, vừa u ám vừa lạnh lại ẩm ướt. Thế này tương lai chắc phải mắc bệnh mất. Ngược lại là anh đấy, cả ngày trong phòng nhỏ, không chịu ra ngoài. Trong phòng toàn là mùi dơ bẩn. Như vậy không có ích gì cho sức khỏe của anh. Em thấy bọn anh đổi chỗ sẽ thích hợp hơn à? Anh Kiều, chúng ta lại nghĩ giống nhau nữa rồi. Em dám nghĩ thật đấy. Em nói anh hay, chuyện đổi phòng không phải là chuyện nhỏ đâu. Phải tính toán bàn bạc đàng hoàng. Đem đi. Mẹ à, như vậy không tốt lắm đâu. Nếu muốn đổi phòng cũng phải đợi chị tới Mỹ về, hỏi người ta mới được chứ. Đừng chen mồm vào, hiểu cái gì chứ? Việc này bác Kiều của con đã đồng ý rồi, phải không anh Kiều? Đi qua. Đây là chuyện gì? Nhà trên thông gió tốt, giờ bố con hoạt động không tiện, ở buồng trong ngột ngạt lắm. Tôi nói cái gì thế? Cô xem đây là nhà cô thật sao? Tôi cho cô biết, cô chưa đủ tư cách là mẹ kế tôi đâu. Cô mau đưa bố tôi và đồ đạc về chỗ cũ đi, chứ đừng làm mồm nữa. Trước đây dân bân sống ở đây, cháu chơi không tiện, bây giờ cháu tiện rồi không phải sao? Hơn nữa việc này là do bố cháu đồng ý, con chuyển ra ngoài để tiện chăm sóc cho ông ấy mà. Đương nhiên tôi phải ra ngoài. Hai người là một đôi mà. Hai người sống với nhau trong đó từ lâu rồi mà. Cháu, anh xem đi, con gái anh nói cái gì kìa. Thật là. Cút đi. Được. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Làm gì thế? Chị Tứ Mỹ, xin lỗi chị. Em muốn nói xin lỗi với chị. Về ngủ đi. Làm gì thế? Chỉ có mình con muốn thế thôi. Ngủ đi. Làm người phải có lương tâm.
Việc này bố cháu đồng ý rồi. Tôi thay các cháu chăm sóc người già. Nhà các cháu người lớn người nhỏ được sống an nhàn. Cô cũng không có được một tấc đất tốt mà ở đúng không? Con dâu cô bây giờ còn mang thai đó. Cho nó và đứa con trong bụng nó có một nơi dựng chân. Không được sao? Các người như vậy là muốn an cư lâu dài, đuổi chính chủ đi mất đó. Các người như vậy gọi là tu hú để nhờ, có hiểu không? Ai chí mẫu của tôi cũng không sao cả. Thối đời bây giờ chỉ cần có bản lĩnh là được. Không có bản lĩnh cũng không sao, chỉ cần cố chấp là được. Kiên định cố chấp cũng là một cách sinh tồn. Người có văn hóa như các người, mắng người khác còn không chửi thề. Không sao, cô rộng lòng lắm. Cô quá từ năm 30 tuổi rồi. Đâu có tin đồn nào mà cô chưa từng nghe qua. Những nỗi khổ của cô trải qua đều là nhờ sức mạnh của cô. Nhớ năm đó bác trai đó muốn đuổi cô ra khỏi nhà, còn muốn cưỡng ép giữ con trai cô ở lại căn nhà đó. Cô liền lấy cái xẻng ra múa một phen. Cô hô to gọi lớn. Cô sợ ai chứ? Cô Khúc là nữ trung hào kiệt. Bái phục. Bái phục. Tôi xin thất lễ. Có vài lời tôi phải nói riêng với ông già. Có điều cô yên tâm. Đợi danh chính ngôn thuận rồi, không đến lượt cô múa xoẻn. Mấy người bọn tôi cũng sẽ tự cụp đuôi. Cô chỉ hỏi bố một câu thôi. Có phải bố đồng ý cho họ chuyển phòng không? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Hiểu rồi. Sau này bố cứ nói thẳng. Con cũng hiểu ngay thôi. Để con còn dặn các em đừng động đến cô Khúc. Bố còn nhớ năm đó mấy đứa bọn con cũng lớn cả rồi, còn phải chen chúc nhau trong một phòng không? Con từng bàn bạc với bố hãy đổi một căn phòng khác, nhưng bố nhất quyết không đổi. Nói là dù bố có chết cũng phải chết ở trong phòng này. Tốt lắm. Giờ bố tìm được tình yêu đích thực rồi. Bố cũng không cần con cái nữa. Nếu cô Khúc đã muốn thay bọn con chăm sóc bố thì tốt quá rồi. Chị Tứ Mỹ, em dọn dẹp đồ đạc, chuyển tới nhà của anh ở đi. Dọn hết đồ đạc trong phòng đi. Vào phòng dọn đồ đi. Tứ Mỹ, xin lỗi chị. Xin lỗi chị, em không biết, em... Không sao đâu, không phải là lỗi của cô. Cô cứ chăm sóc sức khỏe thật tốt, bình an sinh đứa bé này ra. Về đi.
Tại sao anh lại để căn nhà này lại cho bà ấy? Lỡ đến lúc ấy bà ta lừa bố, để lại nhà cho bà ta thì làm sao? Sao vậy? Không có gì. Cái đó không phải ăn vậy đâu. Đúng rồi, cái này cho cô. Cô cầm lấy đi. Chị Tứ Mỹ à, em tới tìm chị không hề có ý đó. Tôi biết. Bây giờ tôi cũng không ở nhà nữa. Hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho ông ấy. Nếu ông ấy muốn uống nước, uống trà hay xem TV gì đó, cô hãy giúp tôi nha. Còn nữa, tuyệt đối không được đeo máy bị thương thêm. Chị yên tâm đi, em sẽ chú ý mà. Nhưng em thực sự không thể cầm tiền được. Nè, cầm lấy đi. Tên bàn trà mà để tới để lui ra thể thống gì nữa. Nếu mấy muốn ăn gì, uống gì hay dùng gì, tôi đều phải tiêu tiền mà. Tôi đâu có tiền đưa cho mấy. Nhận lấy đi, mau lên. Vậy khi nào thì chị về? Tạm thời không về nữa. Chị à, chị về đi. Vốn dĩ đó là nhà của chị mà. Chị còn không quay về, mẹ chồng em thực sự sẽ chiếm luôn nhà của chị đó. Bây giờ bà ấy ở luôn trong phòng rồi. Giờ mẹ con anh ấy không nói gì với em. Giống như là nhiệm vụ của em chỉ là sinh con cho nhà họ vậy. Em thực sự không muốn ở thành phố. Em muốn về quê trồng rau. Em muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân. Để khi nào có cơ hội, cô hãy về quê làm những gì mình thích. Cô nhìn tôi đấy, một người đã ly hôn rồi, chỉ có thể lo tốt cho việc ăn uống cho con. Cái này gọi là tiramisu, nghĩa là hãy mang tôi đi. Người Pháp cho rằng ăn nó sẽ mang lại hạnh phúc, đến được nơi mình muốn đến. Nào nào, chị làm gì thế? Đừng động vào. Đừng động vào tóc giả của em. Đó là đồ của chị dâu, không phải là ngăn bài đồ của em. Đưa cho em đi. Không phải lần đầu đến ở, sao em còn không biết ngoan ngoãn vậy? Sao thế? Cái này có gì mà không được để? Nhìn như vậy, không hiểu sao chị dâu có thể đổi, còn anh thì không thể. Đừng có bắt nạt mãi. Nói dớ dẫn. Đến đây. Đưa em, Tứ Mỹ, mang đồ đến rồi đi. Cảm ơn anh nhé. Sao thế? Mặc kệ nó đi. Được, vậy anh về tiệm trước nha. Tứ Mỹ, anh đi nha, hôm khác gặp. Gặp cái gì chứ? Nhà cũng đã mất rồi, người ta đang ở kia kìa. Chị biết em còn tức giận chuyện căn nhà. Cứ tin anh cả đi. Em tin anh ấy, tin anh ấy thì được cái gì? Căn nhà này em còn không biết anh ấy thuê lâu vậy rồi. Thay cả giấy dán tường mới cho người ta. Nếu không phải lần này đến đây, em còn không biết đồ dùng anh ấy còn chưa có đủ. Nói thật, giờ chị cũng mới biết. Anh cả hay ở đây. Anh ấy không cho chúng ta biết chắc chắn là có lý do riêng. Lý do gì chứ? Anh ấy có lý do gì? Lấy đâu ra mà nhiều lý do vậy? Lẽ nào anh ấy vẫn nhớ Diệp Tiểu Lãng hả? Em nói dở dẫn cái gì vậy? Chị nghĩ chắc chắn là do anh cả muốn có một nơi thuộc về riêng mình. Suốt bao nhiêu năm qua, anh cả thực sự đã phải chăm lo cho chúng ta quá nhiều rồi. Không nghỉ Tết, không nghỉ lễ, muốn tặng anh gì đây? Anh biết em muốn xin nghỉ để đến thăm Nam Phương. Không ngờ lại xin nghỉ để bên vợ. Giúp em làm một việc, rảnh rỗi mang cái này qua gửi bố em giúp cho em. Sao không tự mang đến? Nhờ anh giúp một việc nhỏ mà sao nói nhiều thế? Nhờ người ta giúp đỡ mà còn cáu gắt nữa chứ. Anh cứ nói là anh biết ông ấy, đừng nhắc tên. Em cần gì phải căng thẳng với bố mình thế? Anh đừng dạy dỗ em làm gì. Lười nghe lắm.
Nói thật, dạo này trong sắc mặt em không ổn lắm. Em khỏe lắm. Còn nữa, đừng thân thiết gì với bà cô kia nữa nha. Người ta mới gọi anh một tiếng sếp mà đã mềm lòng rồi. Là loại hồ ly tinh đấy. Đi đây.加倍艾特给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特邀您继续观看乔家的儿女。 Con cả à? Là con, thất thất đi. Là con hả? Dân. Căn nhà này mặc dù đã cũ, nhưng đông ấm hạ mát. Con thấy tốt à? Tốt lắm. Để lại cho con. Không cần đâu, không cần mà. Không cần. Mẹ, bình sữa mới mua không phải để rơi trên xe rồi chứ? Không nhìn thấy, mẹ xem. Con mở cửa ra đi. Buông tay. Thất thất à? Dạo cả một ngày mệt quá. Thực sự đã đến tuổi không đi dạo nổi rồi. Để ở đây đi. Thức thức ngồi đi. Lát nữa ăn cơm ở đây luôn nha. Hai người trò chuyện đi. Cô đi nấu cơm. Giống thật. Giống gì chứ? Tướng mạo giống mẹ con. Nhưng con là con trai. Con và mẹ con có vẻ đẹp khác nhau. Ngoài miệng nói không đồng ý ở, nhưng đem đồ đến không ít nhỉ? Chị biết gì chứ? Đây là đồ em chuẩn bị đi Tây Tạng. Khoảng thời gian trước em nói Tích Thành Cương muốn tái hôn với em. Em nghĩ thế nào? Không nghĩ gì cả. Vậy em nói với cậu ta như thế nào? Tất nhiên là nói không được. Thăm con thì sao cũng được. Sau này con kết hôn, anh ấy có thể ngồi bàn chủ tiệc.
Bác à, cái này bác cầm lấy đi. Dân à, vẫn là con có lương tâm. Gia hòa, vạn sự hưng. Lãnh đạo Tề, nào nào, ăn chút trái cây đi. Cô, thật là từ xa đến đây còn đem nhiều đồ thế, tốn kém rồi. Vất vả cho cô rồi cô Khúc, chăm sóc bác của cháu như vậy. Không vất vả gì đâu, bọn cô là trao đổi sự chân tình. Làm gì mà vất vả chứ, nên làm mà. Hai người nói chuyện đi, nói vô máy nhiều một chút nhé. Nói chuyện đi. Mệt rồi chứ. Đã bảo anh đừng làm rồi mà. Bình thường em cũng không được ăn cơm nhà mà. Nào, thử canh này đi. Thơm quá. Mau, thử đi. Vẫn là mùi vị đó. Không có gì. Không phải sắp đến sinh nhật em mà. Lúc trước lúc hợp tác xây dựng quê hương, có quen biết một ông chủ xí nghiệp. Hôm nay đến hợp, vừa hay gặp phải, sau đó nhất quyết tặng qua. Gần đây giờ hay cũng không có tiệm qua nào ra hồn. Sau đó ông ấy đừng nói nữa, ăn nhiều vào đi. Quà tặng chỉ đại diện chút tâm ý. Có thể nhớ sinh nhật em thì tặng gì đều là có thành ý. Thành ý của người khác em không có hứng thú. Huống chi em cũng không thích qua. Vậy em thích gì? Em thích cải ngâm anh làm. Vậy tranh thủ còn thời gian. Ngày mai anh dạy em làm. Sau này lúc em muốn ăn thì em có thể làm cho mình rồi. Sao em phải tự làm cho em chứ? Em chỉ muốn ăn món anh làm. Em phát hiện ra rồi nhé. Xem ra em thực sự có chút hối hận khi kết hôn với anh. Em nhận anh làm anh là được rồi. Tiếp sau anh sẽ làm anh của em. Suốt ngày anh cằn nhằn em, cằn nhằn suốt đời. Nói như là cả đời này. Anh không cằn nhằn em vậy. Nếu suy nghĩ có thể trở thành thật thì là tốt rồi. Anh nói gì? Anh nói nếu em ăn hết mấy món này thì tốt rồi, không lãng phí nữa. Mở miệng. Tiểu Khúc à, cái này, giường này nhỏ quá, lại cứng, nằm đau cả người, không bằng giường cũ của anh. Đổi giường đi, đổi một cái giường to hơn. Xem thấy trong nhà anh, mấy đồ cũ đều nên đổi hết. Anh xem cái bàn đó đi, vừa xưa vừa cũ lại chiếm chỗ. Đổi nó thành một cái bàn nhỏ. Nào, anh Kiều, đồ dùng lần trước anh cho em đã hết lâu rồi. Bàn thì đành thôi vậy. Bây giờ cũng đâu thể ngồi lên đó mà ăn cơm chứ. Chỉ cần thêm một chiếc giường tốt. Đo sẵn kích thước đi. Đừng có mua cái to quá. Ăn xong rồi chứ. Ngủ đi. Em cũng buồn ngủ rồi đó.
Alo. Anh không sao? Được rồi, giờ hai anh cũng đang tìm em có chuyện đi. Đừng đặt chỗ nữa. Anh đang ở chỗ tường thành cũ. Em đến chỗ anh. Anh đợi em. Cả ngày bố gọi điện thoại nhiều cuộc thế, có việc gì à? Tất nhiên là có việc quan trọng cần nói rồi. Bảy đâu rồi? Sao lại để mình bố ở nhà? Cố tình đuổi mọi người đi hết rồi. Để tiếp đón con đấy. Có chuyện gì bố mau nói đi. Con cả à? Bố, bây giờ bố đã thành ra như vậy rồi. Con cũng quay người bước đi. Không hỏi han gì bố. Con cũng bảo em trai em gái con cũng không hỏi han gì bố luôn. Không phải có người hầu hạ bố rồi sao? Còn thân thiết hơn chúng con. Con cái thì có coi là gì? Cuộc sống mà, có người bạn đời bầu bạn mới gọi là hạnh phúc chứ. Con bớt nói kiểu đó đi. Tại sao bố phải tìm người? Bố chỉ muốn con nguội lòng đi. Bố nghe xem bố nói kìa. Đúng là đang muốn phản công. Bao nhiêu năm nay ai đã làm nguội lòng ai? Hiểu rồi, nếu bố không cần tiền, sau này con sẽ không đưa nữa. Như này là chỉ tính toán lợi về phần của mình đây mà. Bố có ý gì? Bố có ý gì à? Con coi bố là ôn dịch à, mà tránh né bố. Cho một người ngoài đến đưa tiền cho bố, con có ý gì đây? Là không coi bố là bố nữa đúng không? Anh Dân là người ngoài sao? Anh ấy là anh họ con, là cháu ruột của bố đó. Nếu anh ấy là người ngoài, vậy trước đây lúc bố đi ăn uống đánh bạc, chú của con sẽ không đến chăm sóc bọn con đâu. Cái thằng ranh này, mày tưởng bố sợ mày đó hả? Mày cẩn thận, bố sẽ không tha cho mày đâu. Bây giờ bố sẽ tính sổ với mày. Bây giờ bố còn không xuống nổi giường, bố còn định tính sổ với ai? Cho dù bố tìm cả bà già đó, bố nghĩ bà ấy dám tính sổ với con không? Mày lại đối xử với bố ruột mày thế này à? Được lắm. Bố lại đối xử vậy với con gái ruột của mình. Để mặc cho nhân tình của bố ép nó đến mức có nhà mà không được gì. Phải. Trong mắt của bố chúng con đều là kẻ thù. Để một người không liên quan chiếm nhà của chúng con, hại chúng con muốn về nhà mà không về được. Bao năm nay bố từng lo cho sống chết của chúng con chưa? Bố từng ân cần hỏi thăm chúng con một câu nào chưa? Lúc Tam Lệ bị bắt nạt, bố đã làm gì? Lúc hôn nhân của Tứ Mỹ không suôn sẻ, bố làm gì? Những ngày tháng Nhị Cường chịu cực khổ, bố từng giơ tay ra giúp em ấy chưa? Con còn... Nói đi. Sao lúc này lại ngậm mồm lại thế? Con cả, thù quán của hai bố con chúng ta cả đời này không bao giờ tháo gỡ được, có đúng không? Muộn rồi. Bây giờ sức khỏe của con cũng đã có vấn đề rồi.
Bố hãy cố mà an phận sống lâu trăm tuổi đi. Tóm lại, mọi người thân ai nấy lo đi. Em gọi điện. Em nói trước đi, đã có chuyện gì? Hôm nay em đến là muốn nhờ anh hai việc. Không còn ướp mà mở. Em là cái sáo như này, khiến anh thấy không quen đấy. Em sao thế? Em bị bệnh rồi. Có bệnh thì uống thuốc. Thận có chút vấn đề, cũng đã làm lọc máu được một thời gian rồi. Không được tốt. Thế thì phải nằm viện chứ. Em đâu thể cứ chậm trễ mãi được. Để anh đi hỏi giúp em chuyên gia về lĩnh vực này. Không phải, không phải em muốn nhờ anh chuyện này. Sau này bọn nhỏ đó nếu mà có chuyện gì, có khó khăn nào không vượt qua được, anh hãy giang tay ra giúp đỡ chúng nó. Em biết tình cảm với anh và Tứ Mỹ là tốt nhất, nhưng những người còn lại cũng mong anh giúp đỡ chúng nó. Em làm gì thế này? Gửi gắm sao? Em bị bệnh hả? Vừa nãy em đã bảo với anh, đúng là em có bệnh. Là anh nói đầu óc em có bệnh đó. Bây giờ học phát triển như vậy, có bệnh nào mà không chữa được? Không phải em, nếu em không muốn chữa em cứ nói ra. Có bệnh chữa khỏi được, nhưng cũng có bệnh không chữa khỏi được. Chuyện này không liên quan gì tới sự phát triển của y học, mà liên quan tới số phận. Em còn chưa chữa bệnh mà đã nói những lời suối bẫy rồi. Anh ghét nhất là cái giọng điệu phó thác cho số phận. Em đừng nói với anh những lời thừa thãi đó. Được rồi, xem như anh nói lỡ lời được chưa. Đừng giận nữa. Kiều Nhất Thành, từ nhỏ đến lớn anh ghen tị với em nhất. Các em của em vô cùng tốt, không giống nhà của anh. Sau khi anh lớn lên, không còn ăn cơm ấm cúng cùng Tiểu Nghĩa và Tiểu Nhã nữa. Còn em ghen tị với anh đi, có một người bố tốt như vậy. Lúc nhỏ, khi em bị bố đánh, em sẽ chạy đến chỗ này. Là chú tìm được em. Chú là một người tốt. Cho nên bố anh rất xem trọng em. Em cũng phải xem trọng bản thân, cố gắng mà chữa bệnh. Không có gì là không vượt qua được. Cho nên em phải sắp xếp đầy đủ chuyện ở chỗ làm và ở nhà. Không có gì liên quan tới em nữa, em mới có thể chữa bệnh đàng hoàng, đúng không? Không chịu nổi em rồi. Chuyện thứ hai thì sao? Anh đừng nói với ai về căn bệnh này của em. Em được lắm, chuyện lớn như vậy giờ còn không nói với người nhà. Sao anh nói chuyện một hồi lại giận nữa rồi? Lúc trước anh đâu thấy anh có thể không giận à? Bây giờ mọi người đều bị giấu giếm. Thật ra anh là người thứ hai biết chuyện. Lúc nãy em về nhà cũ một chuyến mà.
Em đã nói với bác rồi à? Khó tin lắm đúng không? Giống dĩ rõ ràng không muốn nói với ai cả. Được rồi, anh tìm em có chuyện gì? Ông ấy đưa cho anh nè. Gia quà dạng sự hưng. Cái đó phía sau. Con đem cái này đưa cho Dứt Thành. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Em về rồi đây. Nhất Thành. Nhất Thành. Nam Phương. Nam Phương. Anh không biết nói trước mặt em như thế nào. Chỉ có thể nói với em như thế này thôi. Chúng ta ly hôn đi. Xin lỗi. Canh cá viên đậu phụ phải ăn lúc nóng. Được, anh, em múc cho anh. Không cần đâu Nhị Cường, không cần khách sáo đâu. Để anh làm, em làm cả bàn thức ăn như vậy đủ phiền lắm rồi. Hôm nay anh đến đây chỉ muốn nhân lúc ăn cơm trưa. Bàn việc với anh cả của em thôi. Lúc em đi Đông Bắc thì nghỉ vài ngày. Còn có một đống việc chưa làm. Anh Tống, nếu anh muốn uống gì cứ việc lấy. Được, đi đi, dừng. Sao lần này tìm tôi ăn cơm mà lại tích cực như vậy chứ? Không phải tôi luôn thiếu cậu một bữa cơm sao? Nhiều năm như vậy rồi, còn không tích cực làm sao mà được. Nhưng mà hôm nay, cậu đúng là người làm việc lớn. Lù đù, dắt cái lu mà chạy. Hoặc là không mời. Hoặc là cậu xem, bao cả tiệm. Hoặc là không nghỉ phép. Không thì nghỉ phép hẳn một phép dài. Nói cả buổi, cậu chỉ muốn hỏi tôi chuyện nghỉ phép à? Lúc kết hôn, cậu do dự không quyết. Còn lúc ly hôn, cậu lại quả quyết như vậy. Cậu luôn biết gây bất ngờ cho người khác quá nhỉ? Nói đi, có chuyện gì vậy? Nam Phương nói với cậu rồi à? Nếu không phải Nam Phương nói với tôi việc cậu muốn ly hôn thì còn ai nói nữa? Cậu cũng chẳng phải nói người ta. Cho dù là nói vu vơ, chúng ta cũng phải nói chứ. Cậu thì hay rồi, không nói lời nào cả. Anh bạn à, bà xã không phải là dễ tính. Không phải nói thả là thả được. Thỉnh thoảng liên lạc một chút thì cô ấy đã có cảm giác. Nam Phương có lời muốn tôi chuyển cho cậu. Chuyện gì? Cô ấy không đồng ý ly hôn. Nhưng giờ cô ấy không muốn tìm hiểu nguyên nhân cậu đề xuất ly hôn. Tại sao vậy? Bây giờ hỏi cậu, không biết cậu lại bị chuyện gì để gạt người ta. Hơn nữa cho dù nguyên nhân gì, Nam Phương cũng sẽ không ly hôn với cậu. Nhưng cô ấy đồng ý đợi cậu. Đợi tự cậu cho cô ấy biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu nói với cô ấy đừng đợi nữa. Tôi không phụ trách chuyển lời cho cậu. Cậu đi nói với cô ấy. Cậu nói với tôi cũng vô dụng. Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc cậu nghĩ thế nào. Cậu sống như vậy không mệt hả? Những lời này là cảm nhận của Nam Phương.
Cô ấy không muốn tôi nói với cậu. Là tôi tự muốn biết. Mệt. Bữa này không tính, cậu còn thiếu tôi đó, nhớ nha. Được. Mẹ, hình như bác Kiều không ổn lắm thì phải. Để con gọi điện cho chị Thứ Mỹ nha. Hốt quảng cái gì? Nhưng bác Kiều, bác ấy thực sự... Đâu phải gần đây ông ấy cứ như vậy sao? Ngủ nhiều, tỉnh ít. Tôi đến phòng đó pha nhân sâm cho ông ấy uống. Một lát sẽ đỡ thôi. Mẹ nói cho con biết, con đừng tự quyết định. Mẹ bảo con gọi khi nào, thì con gọi khi nấy, nghe chưa? Hiểu gì chứ, nó làm hỏng chuyện của mẹ. Đừng trách mẹ không khách sáo. Mẹ, thế nào rồi? Chuyện thủ tục con hỏi xong rồi. Ngày mai xong lấy về đóng dấu tay là được. Được. Ổn thỏa rồi, quảng hốt cái gì chứ? Anh Kiều, thực ra em có một việc muốn cầu xin anh. Anh từng nói giữa hai chúng ta vẫn có được hai phần thật lòng phải không? Anh xem anh có thể... Anh có thể cho em một danh phận trước khi anh đi không? Em nghe ngóng rồi. Thủ tục rất đơn giản. Anh đồng ý. Anh nói cái gì? Anh nói rồi. Anh đồng ý. Anh Kiều. Hôm nay cũng là một ngày vui. Hai ta lâu rồi chưa uống rượu cùng nhau. Anh muốn uống sao? Em uống với anh. Em đi lấy nhé. Em nghe lời mẹ đi, đừng nói chuyện báo động. Cạn ly. Chậm thôi. Tiểu Anh, đứa con đầu tiên của chúng ta là con trai. Em là công thần của nhà họ Kiều đấy. Nếu đã là đứa con đầu, cứ gọi nó là Nhất Thành đi. Cái gì? Nhỏ tiếng thôi. Em đừng đánh thức Nhất Thành. Nhất Thành, từ lâu anh đã có dự cảm đó sẽ là một đứa bé trai rồi. Em xem đi, kết quả đúng là như vậy thật. Có phải anh lợi hại lắm không? Nhất Thành, Nhị Cường, Tam Lệ, Tứ Mỹ, Thất Thất. Nhất Thành, Nhị Cường, Tam Lệ, Tứ Mỹ, Thất Thất.
Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Anh Kiều, anh Kiều, Giang Bân, Giang Bân, thì ra người giống bố nhất lại là anh cả. Đây cũng là lần đầu chị thấy bức ảnh này, trước đây thì không nhận ra. Chị, giờ chị thấy thế nào? Chị nói xem, nếu lúc bố đi, chúng ta đều có mặt, bố sẽ nói gì với chúng ta nhỉ? Chị, chị cũng không nói chắc được. Chị chỉ đang nghĩ, bố thật sự bất cẩn quá, ngã từ trên giường xuống, có khác gì muốn đi chết, tìm cho mình sự giải thoát đâu. Giải thoát à? Chính vì thấy sống còn đau khổ hơn, nên chết đi coi như là buông tha cho bản thân, cũng như buông tha cho con cái. Bố nhớ không? Hồi con vừa thi đỗ đại học, bố bảo sẽ đưa con đến đây ăn bánh bao. Đợi suốt bao nhiêu năm rồi cũng không thấy bố đưa con đến đây ăn. Không sao, hôm nay coi như được ăn rồi. Hôm ấy bố còn tặng cho con một chiếc đồng hồ. Thực ra con thích nó lắm.
vẫn luôn đeo nó này. Có những lúc con thực sự ngưỡng mộ bố đấy. Ít nhất bố có thể sống với dáng vẻ mà mình muốn. Ý gì vậy hả? Đây là chút tấm lòng của anh chị em tôi. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho ông ấy. Cô cũng biết em gái Úc Kiều Tứ Mỹ của tôi vì một vài lý do cũng chuyển ra ngoài ở một thời gian rồi. Giờ bố tôi cũng không còn nữa. Căn nhà cũ này vẫn cần có người lo liệu. Nó muốn chuyển về ở. Nó muốn về thì về thôi. Vậy lúc nào mà chẳng được. Căn nhà này vẫn có cô và dân bân dọn dẹp. Không tàn được đâu. Cô Khúc, cô hiểu nhầm rồi. Tứ Mỹ không thích ồn ào lắm. Nên trước khi con bé chuyển về đây, mong mẹ con cô hãy mau chuyển đi đi. Nhất Thành này, làm người phải có lương tâm. Chúng tôi không phải là địa chủ ác độc. Nếu cô còn chưa chuẩn bị tốt, vậy chúng tôi sẽ cho cô thêm một tuần để chuẩn bị. Gì đây? Này là muốn đuổi chúng tôi đi chứ gì? Cô Khúc, căn nhà này là của nhà họ Kiều chúng tôi. Làm như vậy đâu tính là đuổi cô đi. Căn nhà này bây giờ cũng có một phần của tôi rồi. Đây là giấy tờ nhà đất. Trước khi bố tôi mất, ông ấy đã đưa nó cho tôi. Anh chị em tôi đều thống nhất từ bỏ quyền thừa kế, giao lại căn nhà này cho em gái Úc Kiều Tứ Mỹ và con gái của con bé là Thích Xảo Xảo. Trước đấy bố cậu đã đồng ý với tôi rồi. Ông ấy đã đồng ý với cô cái gì? Đồng ý làm thủ tục kết hôn với tôi đấy. Giờ căn nhà này là tài sản chung của tôi và bố cậu. Biết không hả? Như cô nói đó, ông ấy chỉ nói miệng thôi. Còn chưa làm thủ tục mà. Tuy chưa làm thủ tục, nhưng chúng tôi cũng sống như vợ chồng rồi. Cậu hiểu thế nào là sống như vợ chồng không? Đời này Khúc A Anh tôi chưa được hưởng lợi gì từ đàn ông, nhưng tôi cũng chưa từng chăm sóc cho người đàn ông nào như chăm sóc cho bố cậu. Tôi chăm sóc chu đáo cho bố cậu như vậy, ít nhất tôi cũng phải được nhận chút báo đáp tương xứng chứ, đúng không? Nhưng theo tôi biết, bố tôi cũng cho cô không ít tiền mà. Cậu nói dớ dẫn gì thế? Bố cậu cho tôi tiền lúc nào? Cô xem cái này đi. Đây là cái gì? Tờ trên tay cô là bản mà tôi photo lại. Tôi đọc thử cho cô nghe nha. Xem có khớp không. Ngày 26 tháng 5, 2.000 tệ phí sinh hoạt. Thêm 5.000 tệ cho riêng. Ngày 1 tháng 6 đưa thêm 1.000 tệ. Ngày 12 tháng 6, mua sản phẩm chức năng, thuốc trung. Đưa tổng cộng 2.200 tệ. Ngày 1 tháng 9, được rồi đừng đọc nữa. Đây là ý gì đây? Ý gì? Ý gì đây hả? Tổng cộng tất cả cũng phải 30-40 ngàn tệ. Ý là gì? Lẽ nào cô không hiểu sao? Tôi không hiểu. Được, không sao. Cô không hiểu cũng không sao. Người trong sạch sẽ mãi là người trong sạch. Tôi cho cô xem cái này. Không phải vì muốn đòi cái gì cả. Cô có đưa cái này lên tòa cũng không thể coi là bằng chứng.
Tôi chỉ muốn để cho cô biết được, giờ nãy cô nói, cả đời này cô không được hưởng lợi gì từ đàn ông. Thực ra cũng không đúng lắm. Đặc biệt là nói không được gì từ chỗ bố tôi lại càng vô lý. Tiền hàng tháng chúng tôi đều bữa bố. Tính ra như vậy đều rơi vào tay cô hết rồi. Nếu cô cứ muốn bám ở đây, không chịu đi cũng chẳng sao. Chúng tôi cũng sẽ không đuổi cô đi đâu. Sẽ có người khác đến. Gọi người hại chúng tôi hả? Không đâu cô Khúc à, cô nói đùa rồi. Tôi làm gì có khả năng ấy. Người khác mà tôi nói đến là người của chính phủ và cục công an. Chính phủ công an thì làm được gì? Tôi đâu có phạm pháp gì đâu. Đúng, chính phủ và cục công an đều làm việc theo luật. Tất nhiên sẽ không làm gì cô rồi. Nhưng nếu là làm việc theo luật, họ chỉ cần có sự cho phép của chủ căn nhà này, thì khi dỡ bỏ nhà, họ sẽ sơ tán người ngoài cứ bám lại chỗ này như cô đó. Được đấy, cứ để họ đến đi. Đến thì đến. Đừng tưởng tôi chưa từng hỏi thăm nhé. Họ nói là muốn dỡ cái mảnh đất này cả 10 trời rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa dỡ. Nó cứ bị dỡ trong 1-2 năm nữa. Tôi cũng sẽ sống ở đây tới tận lúc ấy. 2 năm chưa bị dỡ, tôi sẽ sống ở đây 2 năm. 10 năm không bị dỡ, tôi sống ở đây 10 năm. Để tôi xem ai làm gì được tôi. Nơi này sẽ bị dỡ nhanh thôi. Cậu dọa ai đấy hả? Cô Khúc, chắc cô còn nhớ. Tôi có người anh họ làm việc ở chính phủ nhỉ? Rồi sao? Bảo chính phủ đổi chính sách hả? Không không, anh ấy không có khả năng ấy. Nhưng anh ấy biết mấy chính sách này khi nào thì thi hành. Anh Kiều, mẹ, khu này cùng lắm là 1 năm nữa sẽ bắt đầu thi công đấy. Nếu như cô muốn ở đây, cứ ở đi. Đến lúc đó sau khi phá dỡ, khoản tiền bồi thường tháo dỡ và cả nhà mới được chia cũng không tới tay cô đâu. Cùng lắm chúng tôi quay về xem thử, chia khoản tiền tháo dỡ ra, nhà mới sẽ cho em gái tôi vào ở. Những chuyện đó đối với cuộc sống của chúng tôi cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng đối với cuộc sống của cô, ảnh hưởng không ít đâu. Dân Bân, anh làm gì đó? Dân Bân, cậu đánh đi. Dù cậu đánh chết tôi, căn nhà này cũng không phải là nhà các cậu. Cô Khúc, cô sớm chuẩn bị đi. Anh Kiều, anh cả, anh cả không sao, không sao. Chị dâu, lần này nghỉ phép ở bao lâu? Lâu lắm. Lâu là bao lâu? Lâu đến nỗi anh thấy em phiền phức.
Em nói xem con người nó có hồ đồ không chứ? Đã bệnh như thế rồi còn muốn một mình gánh. Tưởng bản thân hay lắm vậy? Con người nó từ nhỏ đã như vậy rồi, tự cho bản thân là đúng, vừa muốn giúp người lại vừa chê người khác, cứ luôn thấy bản thân uất ức, không rời khỏi cái nhà đó được. Tự ti, có chuyện gì lại không muốn nhờ người khác, lại tự phụ. Em xem mấy năm nay có nói câu nào tốt đẹp với anh không? Chúng ta là người thân, không còn cách nào khác. Đổi một người thử xem. Chúng ta bận tới bận lui, liên hệ với bệnh viện, giúp nó nhiều ngày như vậy, muốn cho nó chút tiền. Nó nói không cần, nó có tiền. Nó thì có tiền gì chứ? Mấy anh em nhà bác Kiều, nó là nghèo nhất. Người khác không biết, anh còn không biết sao? Được rồi, em biết anh đau lòng cho anh ấy. Em còn đau lòng cho anh đi. Anh Dân. Anh Dân, đi với tôi một chuyến. Cái bộ đồ này cô cầm đi, dù gì tôi cũng không mặc. Cảm ơn chị Tứ Mỹ. Chị Tứ Mỹ, xin lỗi. Anh cả vẫn ổn chứ? Nằm viện rồi. Bệnh của anh tôi không liên quan đến mẹ chồng cô và Dân Bân. Đừng hở ra là đổ trách nhiệm lên người mình. Về quê thì sống cho tốt, mở lòng ra. Cảm ơn chị Tứ Mỹ. Mẹ chồng cô nói thế nào? Bà ấy không về nhà. Bà ấy nói trong thành phố quen rồi. Có thể sống trong thành phố là mong muốn cả đời này. Công việc giúp việc thì có thể tìm. Bà ấy đang đi tìm rồi. Được thôi. Tứ Mỹ, xe cô gọi sắp đến rồi. Tôi đem mấy thứ này ra đầu hẻm, đến lúc đó sắp xếp nhanh hơn. Anh chờ đã. Về quê chờ sinh con xong thì đối với mẹ con họ thật tốt, không được làm chuyện có lỗi với Mỹ Cần. Yên tâm đi Tứ Mỹ. Đi thôi. Anh Dân, mời tới bệnh viện đi. Tứ Mỹ bảo em đến. Đón mọi người, mau lên xe đi. Bệnh tình diễn tiến rất nhanh. Bây giờ chỉ có một biện pháp là thay thận. Nói vậy chỉ còn cách thay thận thôi. Chị dâu, đừng nghĩ nữa. Bọn em đều đi thử cho anh cả. Em đi cùng với mọi người. Cùng làm đi. Hy vọng cũng lớn một chút. Nhất Thành, em biết bây giờ anh rất khó chịu. Cố gắng một chút. Vì em, vì các em của anh, cố gắng một chút đi. Chúng ta còn rất nhiều ngày sống cùng nhau. Trải qua kiếp nạn này là được rồi.
em cũng mệt lắm rồi phải không? Em lên giường nằm một chút đi. Ghế đó ngồi không thoải mái đâu. Được. Giờ anh khỏe lại rồi, chúng ta đi du lịch được không? Đến những chỗ lúc trước chúng ta không có thời gian đi, đi hết một lượt. Chúng ta còn rất nhiều nơi chưa đi đến nữa. Có phải bác sĩ đã nói gì với em không? Đừng lo. Nam Phương, con người rồi cũng sẽ có một ngày cuộc đời anh có thể gặp được em đã là may mắn của anh rồi. Anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ai là Kiều Thất Thất? Cô ấy chưa đến. Bác sĩ tưởng Thất Thất sao vậy? Không được. Đây đâu phải là truyền vài trăm ml máu. Đó là thận đấy. Đó là cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể con người. Mấy em trai em gái của em, ai cho em thận, em cũng sẽ đều nhận. Duy nhất chỉ có Thất Thất không thể nào nhận được. Không đáng, không nhận. Mẹ lại đó giảng đạo lý rồi. Hai đứa con từ nhỏ ngoài đấu võ mồm ra thì là xem ai nói được lời hay ý đẹp hơn ai, chỉ toàn nói những điều vô ích. Dì hai, sao dì lại đến đây? Dì đến để xem cháu gây chuyện đây. Có gì mà lại quan trọng hơn mạng sống được? Có ai không muốn được sống nào? Vì không tin là bố cháu lại không muốn được sống. Được sống, ông ấy sẽ được đánh mặt chược, được uống rượu đúng không? Thất Thất vẫn còn trẻ, chẳng phải cháu vẫn còn trẻ sao? Cháu nhìn đi, nhìn gì đi, một bà già còn muốn cố gắng được thở, thì tại sao cháu lại bỏ cuộc? Mẹ, Nhất Thành nói là không chịu, vì không đáng, không nhận. Cháu thấy không nhận nổi thì lại càng phải nhận. Cho tới bây giờ, cháu nên làm những việc mà cháu chưa được làm. Để khi cháu khỏe lại rồi, cháu hãy làm bù lại những việc cháu chưa làm đó. Cháu biết là gì muốn nói. Chỉ cần được sống, mọi thứ không có gì là muộn. Mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Cháu nghĩ cũng hay lắm. Những chuyện có thể làm lại hầu như chẳng có là bao. Chính vì không có nên mới không được dễ dàng bỏ cuộc. Ai rồi cũng phải chết, không cần đi tìm cái chết. Nhưng để sống được thì khó hơn nhiều. Cũng giống như bác Mã cháu nói, ôm lấy suy nghĩ ắt rồi cũng phải chết để sống đến ngày hôm nay. Dương Mã còn nhắc đến với mẹ điều này à? Chưa từng nghe mẹ nói. Mẹ nói với con những cái đó làm gì? Con có thời gian là lại đi xem phim. Bác Mã cháu đọc nhiều sách, có học vấn. Ông ấy có thể nói hết ra lời trong lòng gì muốn nói. Vì nghĩ mẹ cháu nếu có thể sống được đến tận bây giờ cũng sẽ nói với cháu những điều này. Mẹ, con đưa mẹ ra ngoài đi dạo. Để mẹ tự suy nghĩ đi.
Được, đi nào. Thất này, chẳng phải cháu còn điều muốn nói với anh cả sao? Mau nói đi. Đi đi. Anh không chịu nhận thận của em. Không nhận thì thôi. Có điều cũng là lần đầu em được biết một quả thận lại đáng tiền đến vậy, nhu cầu lại nhiều tới vậy sao? Nếu anh mà không lấy, em đi đăng ký hiến tạng em để cho người khác. Em còn lời nào nói luôn một thể đi. Bốn chữ đó là có ý gì? Anh không thể nhận của em được. Anh sợ nhất là nợ người khác. Anh không nợ em cái gì hết. Anh là anh ruột của em. Em không muốn anh chết. Cả anh Dân cũng vậy. Anh ấy cũng giống như anh. Anh ấy thông minh, không có quá nhiều khúc mắc ở trong lòng như anh, nên anh ấy sống nhẹ nhõm. Em thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi. Vậy thì tốt. Anh, anh đã bế em từ nhỏ đến lớn. Em chưa từng một lần nói tiếng cảm ơn anh. Giờ em sẽ bù lại cho anh. Cảm ơn gì chứ? Anh nhớ hồi nhỏ em ngã bị thương ở chân. Anh cõng em đi khám bác sĩ. Chúng ta đã vô tình gặp được một chuyên gia già họ Vệ. Anh nhớ ông ấy từng nói với anh câu này: được làm anh chị em với nhau là duyên phận tu từ mấy kiếp trước. Thế nên kiếp này em phải tu thật tốt, để kiếp sau lại được làm anh em ruột với anh.
Vậy cô Tam Lệ rất đẹp. Em muốn mang gì đẹp? Đừng buồn nữa. Đợi Tết đến em cao hơn một chút. Nó không chừng sẽ có giày mới. Nhưng người lùn nhất trong nhà vẫn là em. Cái đó liên quan gì đến cao thấp chứ? Anh cả còn thảm hơn, giày thường xuyên chật chân. Đúng không anh cả? Em không đói hả? Nhưng bố cao, giày của bố cũng không tệ. Vậy có thể giày của người lớn tốt hơn giày của trẻ con. Anh hai nói đúng, để chúng ta thành người lớn là được. Vậy phải đợi lâu lắm mà. 8 năm. 8 năm. Con dê muốn lớn phải mất hết 8 năm. Chui từ trong đất ra. 8 năm sau. Năm 2005 mà. Vậy cũng là 800 năm sau rồi. Dê năm nay ra đời 8 năm sau khi chui ra khỏi đất. Nó sẽ thay da đổi thịt có được cuộc sống mới. Năm 2005, đất nước bắt đầu phát triển nhanh. Nhà cũ cũng bị tháo dỡ, cuộc sống cũng tốt hơn. Xuân ngắn thu dài, chúng ta nghiêm túc sống, sáng tạo hạnh phúc. Tôi cứ thế yêu thương anh chị em mình, cũng yêu thương thời đại này. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Tứ Mỹ, em đi kêu Sảo Sảo chúng nó về ăn cơm. Không sao, có Sảo Sảo dẫn theo chúng nó. Hơn nữa con bé này, nếu đói lát nữa sẽ tự về. Đúng rồi, bảo Tiểu Chi nhà em ăn nhiều một chút, nó ốm quá rồi đó. Tiểu Chi từ nhỏ đã giống em. Em về nhà bếp giúp anh hai. Thất thất em ngồi đi, anh làm được rồi. Không sao đâu, mọi người đừng lo. Nhà bếp nhỏ như vậy hai người làm là được rồi. Tứ Mỹ, mau ăn đi. Nếu anh cả có ở đây, em còn ăn dụng nữa không? Chị mau qua đây thử. Có táo chị thích ăn này. Vậy à? Đây là củ từ à? Đây là khoai lang. Sao mà nhiều đồ vậy? Đây là linh cảm mà anh hai tìm được ở Đông Bắc. Có lẽ anh ấy là món mà mọi người chúng ta thích ăn. Lúc trước anh cả thích ăn khoai lang nhất. Mỗi lần đều để trong cặp da. Đúng vậy. Có lúc chị đói không ngủ được, anh cả sẽ bẻ một củ khoai sống, rất ít đường cho chị ăn. Xem chưa được ăn nhỉ? Anh ăn chưa? Anh vừa đói vừa thèm. Lúc đó bị chị ba em lén đút, chia cho anh một phần. Sau đó anh cả biết nên đưa luôn nửa củ còn lại của anh ấy cho anh. Chẳng trách lúc nhỏ Tứ Mỹ luôn nói anh cả thiên vị. Nói thiên vị cũng không sai. Từ nhỏ đôi mắt của anh cả luôn dính lên người của Tứ Mỹ. Sợ nó học hành không xong, sợ ánh mắt nhìn người của nó không tốt, rất là không yên tâm. Cảm giác như đôi mắt này phải chiếu cố đứa em gái này cả đời. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn chỉ có em là khiến anh cả lo lắng nhất. Anh với em là kẻ tám lạng người nửa cân. Hơn nữa anh là anh em với anh ấy, đã không giúp anh ấy chia sẻ chuyện trong gia đình. Thậm chí sau này anh ấy bị bệnh nặng như vậy đều tự mình gánh vác. Anh cũng không biết. Lúc đó nếu em kịp thời nói với mọi người chuyện anh cả vào bệnh viện, bệnh tình cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thất thất, giữa mấy anh em chúng ta, em là người không đáng tự trách nhất. Chuyện của anh cả hay là những chuyện khác, thôi hôm nay từ biệt cái cũ, nghênh đón cái mới. Đừng nói những thứ này nữa, chị tin anh cả không hy vọng nhìn thấy. Bác cả, bác gái, anh cả đến rồi. Anh cả, chị dâu, bác trai, bác gái. Anh cả, mau qua đây đi. Chị Tứ Mỹ, anh cả, chị dâu. Em gửi tin nhắn, không tốn tiền à, gửi nhiều vậy. Đưa cho em đi chị dâu. Kiếm tiền như yến mổ bùn, tiêu tiền thì như nước chảy. Em mong hai người đến không được à? Đồ đạc em dọn dẹp thế nào rồi? Đồ đạc dọn dẹp sao rồi? Trong phòng dọn gần xong. Mấy phòng còn lại còn vài vali, đến lúc đó dọn qua là được. Vài ngày nữa là chị và Nhất Linh sẽ đến giúp em. Nhiều lần ít đồ, như vậy thì dọn nhà em cũng đỡ hơn. Rửa xong chưa?
Anh cả, chỗ này phải dỡ à? Rửa xong rồi. Nghe anh Dân nói nếu sớm thì cuối năm, muộn thì tới mùa xuân. Em nghe khách ở quán của em nói hình như là muốn xây một trung tâm mua sắm gì đó. Vậy cũng tốt, sau này đường phố cũng thuận tiện hơn. Không tháo mới tốt. Mỗi năm chúng ta trở về còn có thể tụ họp. Giờ xây từng tòa nhà như vậy hết vui. Không xây trung tâm mua sắm vậy cũng xây cái khác, thật là. Nếu muốn xây một trung tâm mua sắm, thì nhà này của chúng ta nên xây thành một quầy thu ngân. Như vậy thì sau này, chúng ta mua sắm sẽ cảm giác như trở về nhà cũ. Em thôi đi, một xó nhỏ xíu như nhà chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là một cái nhà vệ sinh. Mấy năm nay, sao cái nhà già đi nhiều vậy chứ? Làm gì vậy? Chỉ nói như là con người vậy đáng sợ.